Ấy à, thanh niên này, đi đâu đây? Thanh niên bóng này đi đâu đây này? Nào đứng sang bên này, nào đứng sang bên này, để bố ở đây, không cho em ngã. Ấy à, thanh niên này trèo lên cầu thang à? Nguy hiểm quá. Thanh niên bóng. Con nghịch này. Thôi nào. Bố đi. Đi như bố về trông em như vậy. Xem xe trèo như thế nào. Tí nữa cho nhìn. Tí nữa cho nhìn. Lên trên kia. Lên. Nhanh lên này. Con không biết bò rồi. Con không biết bò rồi. Thôi nhanh cho ông em lại đứng đấy. Đứng dậy, chị Na đứng dậy. Chị Na lên. Lên quá. Bố không lên à? Bố không lên à? Vậy trông em như này. Để hôm nay còn còn răng à? Răng dây để bảo vệ để không cho em lại cứ trèo lên ngã toi. Ờ, đi bác sĩ đấy. Sau này nó nằm đi chạy. Chạy bên này này. Cái này. Bác sĩ đọc ông mà. Sĩ chữ khí quan. Nào chị Na lên đi để cho em đi không nhớ em. Lên dẫn trên kia. Đi thẳng lên. Na lên trên kia để em lên ngay. Kinh quá thanh niên này. Leo trèo kinh quá. Leo trèo kinh quá. Thế nào? Đây nhá. Nào Na lên để cho em lên luôn nào. Đâu xem là bóng đang làm gì. Đâu bố cô xuống đi. Bố cô xuống.
nào. Im nữa. Em bấm nó làm gì đây? Em bấm nó nghỉ xe điện. Em bấm nó sạc pin. Pin làm gì đây? Sạc pin để cho nó rinh 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 chứ. Cái gì nhỉ? Ok kìa. Vào bỏ cái kia ra, không em làm đổ. Bỏ ra. Bỏ cái chai xuống. Xong bế em ra đây. Nào, bỏ chai ra. Bỏ xong bế em nhá. Bỏ chưa? Rồi. Rồi đặt em xuống nhẹ nhàng. Lại đi đâu đây? Đi đâu? Đi sang phòng cụ tị. Đi phòng cụ tị. Đấy, phòng cụ tị à? Vâng, phòng cụ tị. Cụ xuống. Nào, đi ra đây. Đi đây. Đi ra đây. Rồi, bye bye. Bye bye các bạn.